Tình hình căng thẳng tại Thái Lan hạ nhiệt nhanh đến bất ngờ hôm 3 tháng 12 sau khi chính phủ ra lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ rào chắn, dây kẽm gai để mở đường cho người biểu tình vào các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok. Sự thay đổi chiến lược đột ngột này cho thấy chính phủ Thái Lan sẵn sàng thỏa hiệp để giảm bớt căng thẳng trước sinh nhật lần thứ 86 của quốc vương Bhumifol Adulyadej. Nó cũng chấm dứt nguy cơ tiếp diễn bạo lực đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong những ngày qua. Theo hãng tin Reuters, hàng trăm người biểu tình đã tiến vào tòa nhà chính phủ mà không gặp phải trở ngại nào trước khi rời khỏi đó trong ôn hòa. Cùng ngày, tình hình diễn ra tương tự tại sở chỉ huy cảnh sát Bangkok. Cảnh sát không những cắt dây thép gai mà còn ngồi trật tự chờ người biểu tình vào bên trong trụ sở. Trong khi đó, các nhà bình luận cho rằng có thể Thủ tướng Yingluck Shinawatra chấp nhận từ chức và giải tán quốc hội, nhưng đảng của bà sẽ lại dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau đó.